Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giao ban với các sở ngành huyện, thành phố, thị xã, xem xét cho ý kiến về việc ban hành quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. Dự thảo ban hành quyết định thay thế quyết định số 14 ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo báo cáo và tờ trình về việc ban hành quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, ban hành quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết quả triển khai tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2019, ban hành kế hoạch tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo và thảo luận xem xét tờ trình về việc ban hành quyết định thay thế quyết định số 14/2014 QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, việc tiếp công dân là trách nhiệm của người đứng đầu từ cấp tỉnh cho đến cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải bố trí lịch tiếp công dân một cách nghiêm túc, trách nhiệm. Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm. Các sở có chi cục cần phối hợp với Sở Nội vụ sớm sáp nhập để thực hiện việc tinh giản biên chế, sắp xếp công việc tinh gọn phù hợp, làm việc hiệu quả. Đối với dự thảo quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đây là quyết định rất quan trọng. Quá trình thực hiện thường hay phát sinh nhiều vấn đề cần xử lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh, xin ý kiến Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi hoàn chỉnh, phải báo cáo tỉnh ủy trước khi thông qua. Để nâng cao chỉ số CPI, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải quan tâm đến việc giải phóng mặt bằng, tháo gỡ cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Các địa phương phải tạo quỹ đất để tái định cư, tạo điều kiện cho việc giải phóng mặt bằng thuận lợi.